ở video thực hành số 5 này thì tôi video giới thiệu các bạn nội dung tiếp theo có tên là thực hành với Project, có tên là trò chơi game show. Đó. Thì với cái Project này thì các bạn nhận được cái tài liệu, các bạn có tài liệu file PDF đây, file này đó. Đây là cách mà các bạn thực hành lại với cái video này thì các bạn làm như tôi nhé, mình dẫn sau đây. Nhất là các bạn để file PDF nửa trang này. Tiếp theo này chúng ta một phần mềm, với Word. Để nửa trang này. Thế thì mục đích của video này là muốn các bạn làm gì? Các bạn tiếp tục vận hành những vận dụng những cái lệnh logic đã học. Thứ hai là sử dụng thêm cái tính năng timer. Vừa trước chúng ta chỉ dùng timer dưới dạng bit thôi. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ khai thác thêm timer dưới dạng là thanh ghi 16 bit. Cái thanh ghi 16 bit này thì trong ví dụ này chúng ta kết hợp với cái lệnh so sánh dữ liệu. Đó, so sánh dữ liệu để xử lý một bài toán có tên là trò chơi game sau này. Đó. Với bài toán này mà không dùng những lệnh so sánh dữ liệu thì cái số lượng timer các bạn dùng nó sẽ tương đối nhiều và chương trình hơi lằng ngoằng một chút. Nội dung của cái bài học này thì yêu cầu của bài toán này thì chúng ta đã phân tích rồi. Khi có bài toán này thì việc đầu tiên chúng ta xác định cái lượng đầu vào và đầu ra là bao nhiêu. Bài toán này đơn giản, chúng ta có 4 đầu vào. Đầu vào cộng thêm với set là 5 đầu vào. Đó. Đầu ra thì chúng ta có 3 đầu ra cộng thêm một cái chuông là 4 đầu ra. Tất cả các đầu vào ở đây chúng ta sử dụng là dạng thư mở. Cái chương trình chúng ta sẽ bắt đầu phần thế này. Đó, nhiệm vụ của các bạn là gõ lại cái chương trình này, sau đó chúng ta sẽ mô phỏng. Với bài toán này thì hoàn toàn có thể mô phỏng bằng phần mềm với Word được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Các bạn tạo view bằng một cách này, bạn chọn cái dòng vec, ví dụ như em vec hồ này. Đó. Bắt đầu gõ này. Ở đây thì các bạn thấy rằng cái mạch chú thích ở đây có ngoài cái địa chỉ ở trên thì chúng ta còn có comment ở dưới để làm sao có được comment này. Thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn vào cái mục có tên là global device của mình. Nếu mà cái phần giao diện này nó không xuất hiện thì có thể là các bạn đã kích vào đây bản đi. Chúng ta kích vào đây nữa. Thế thì vào global device comment. Đây thì các bạn để ý một chút, ở phía trên này nó có một device name. Các bạn muốn comment vào cái vùng nhớ nào thì các bạn gõ vào đây. Là comment với x, vùng nhớ x, comment vùng nhớ y thì là gõ y vào đây. Bắt đầu từ y không ạ. Ok. Bây giờ chúng ta comment với vùng nhớ x không. Chúng ta xác định được bài toán là có bao nhiêu đầu vào chức năng này. Thì không là chúng ta comment là hot start 1. Reset. X2 là dành cho người chơi 1. Đây. Đây 2. Đây. Đây. Như vậy chúng ta có 5 đầu vào. Tiếp theo đầu ra. Là có y0 đây. Đấy, bắt đầu comment này. Y0. Y0 này chúng ta gọi là gì nhỉ? Y0 là cái đèn. Cái đèn rồi.
đi phun một cái đèn luôn. Tiếp tục đèn này à. Đèn 13 cuối cùng xuống. Bài toán này chúng ta biết đầu vào đầu ra chức năng rồi thì tốt nhất là chúng ta gõ trước, gõ trước các địa chỉ này. Đã tiếp theo thì chúng ta vào chương trình main ở đây. Đây là vào gõ cái nhân vật đầu tiên. Nhân vật đầu tiên là cái mạch, mạch điều khiển hot một. Bạn thấy là mạch rất quen thuộc, mạch này là mạch duy trì. Đây là điện chỉnh này, gõ enter này. Chú ý là cái chương trình của chúng ta phải để chế độ loài, chế độ loài. Ở đây các bạn bấm enter để cách này địa chỉ hay không, tiếp tục enter đi, tiếp tục là đang làm ra mở không tiếp tục. Đây các bạn đều là giữ căn trôn và mũi tên đi lên là móc cái mạch duy trì như này. Như để hiển thị comment, comment ở đây các bạn sẽ gửi vào một view này đó, bạn đến tìm đến một comment mình tắt là căn trôn em nào. Bạn thấy xuất hiện comment. Tiếp tục đây là chúng ta sẽ tiếp tục mạch cho người chơi thứ nhất. Đây ràng buộc với điều kiện nó thì mình nhấn start thì làm mở không sang người chơi đầu tiên. Đây là sẽ xuất hiện cái mạch gọi là mạch khóa. Đây là cái khóa, tức là khi mà một người nhấn thì nhấn một người nhấn trả lời đầu tiên thì người đó sẽ khóa hai người lại, và vai trò của ba người là như nhau. Người một thì bị người hai và người ba khóa tương tự như thế. Không bị sao chuyển sang người số 2, đây sẽ là người 1, người 3, để chúng ta sửa thành người 3. Tiếp tục, tiếp tục 1, người 3, người 1, người 2, người 3. Như vậy là cái đoạn mạch cho ba người chơi là đã xong. Tiếp tục, tiếp tục thế thì chúng ta có một cái mạch, mạch tổng hợp phát hiện người nhấn nút. Mục đích của mạch này là chúng ta cần duy trì một cái chuông, một chuông kêu, và sau đó thì thực hiện cái mạch nháy đèn. Đây là vai trò của ba người là như nhau, đều mục đích là một chuông. Đây là sự tổng hợp đây. Nếu muốn comment, nếu muốn comment thì biến M1 này các bạn có cái cách thứ hai, không dùng vào Google Divide mà chúng ta kích vào mục, các bạn có cái biểu tượng chú thích ở này, kích vào này. Sau khi các bạn nhập ND11 thì xuất hiện một cửa sổ comment, các bạn có thể gõ là trung gian. Đây các bạn này, chúng ta vào đây. Tương tự chúng ta vào đây. Rồi hai. Đặc biệt hơn đây là một cái mạch hoặc vai trò ba người. Mục đích của chúng ta là khi một trong ba người nhấn chúng ta sẽ
Đây sẽ bắt một cái sườn. Đó, sẽ bắt một cái sườn này. Thực ra thì có thể không cần dùng, không thể không 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 nhất thiết cần phải dùng cái sườn này. Bởi vì cái M1, M2, M3 là nó duy trì rồi. Nên bạn dùng được cái bát sườn nhé. Mình này về mình đang vận hành, mình đang vận dụng những lệnh logic đã học gần như là hết rồi. Tiếp theo mình đặt set 14 comment là bit đã. Tiếp theo là khi mình ấn reset 11, các bạn chú ý là những cái mạch set, mạch set thì là dùng rất là tiện, tuy nhiên là phải chú ý cái phần reset, đã có set thì phải có reset. Vì thao tác của bit thì ở đây là x1 thì sẽ dùng bit reset 14. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào một timer đúng không? Có M4 ở đây khai báo có timer T0 K để thời gian chúng ta mô phỏng được dài thì chúng sẽ cho thời gian này lên đến 30 giây chúng ta 300 chôn lên đi xuống. Đầu tiên chúng ta dùng NVI T0 tức là trong thời gian tham mưu đang chạy chúng ta sẽ có chuông chuông là ở đây là I3 nhé. Trong chương trình này thì chúng ta đang comment hơi nhầm một chút, đang lệch một chút so với trước rồi này. Đấy, không quan trọng. Đây, cái phần chính của chúng ta tiếp theo là đây, tập trung cái lệnh mà thực chất thì timer khi chạy đó, khi timer khi chạy thì chúng ta dùng bit bit T0 này thì hiểu rằng đây là chúng ta truy xuất tới cái kết quả của cái timer sau khi nó chạy hết cái thời gian nào thì cái bit nó có hai trạng thái 0 hoặc 1. Tuy nhiên là khi timer đang chạy thì chúng ta lại có cái biến T0 này, nó là kiểu dữ liệu 16 bit đó, 16 bit nó sẽ chạy từ 0 đến 32.767. Thông tin đó các bạn có thể lấy được trong cái này có tên là manual là xem ở trước gọi là trong debug. Đây các bạn thấy rằng là cả timer, ví dụ như timer T0 của chúng ta nằm trong cái giải từ 0 đến 62 và độ phân giải là 100 ms, giá trị ở đếm sẽ là từ 0,1 giây đến 3.276,7 giây. Chúng ta hiểu rằng timer này là giá trị 32.767 là giá trị lớn nhất. Để kiểm chứng điều này các bạn có thể thử ngay chỗ cần K300, các bạn có thể gọi lớn hơn, các bạn gọi K32.767. Ok, mà để gì các bạn thử tăng thêm một biến nữa. Đó, giá trị này là ngoài giải nhỉ. Tiếp theo này là bắt đầu so sánh này. Chính vì timer chúng ta đến từ 0 lên đến 300 nên vẫn là lợi dụng timer đến này để so sánh tạo ra 3 cái lần đèn nháy. Đầu tiên là timer mặc định từ 0 rồi nên chúng ta không cần phải so sánh lớn hơn hoặc 0 nữa, ngay lập tức dùng một lệnh so sánh nhỏ hơn. Đây là lệnh RD này, số điện là mũi tên là nhỏ hơn này. Đây là cách này. Tham số đầu tiên 16 bit T0. Đấy, trong trường này T0 gọi là thanh kim 16 bit chứ không phải là bit nữa. Cách này tham số nhập là K50 đã đặt là 300 rồi, K50
Yeah, sẽ đi vào bit năm, bit này là gọi là nén, là một những cái người rồi đi lớn hơn bằng thì không cách là càng thành tập thành tập tiếp rồi đi nhỏ hơn cách đi không cách ca 150. Chỗ này chúng ta phải sửa đến cả 100. Chúng ta có thời gian nhiều hơn để mô phỏng quan sát hơn. Đó. Ao tiếp 16. Chúng ta sẽ biên dịch nhấn F4. Ok. Như vậy là chúng ta đã có mạch điều khiển chuông và có 3 cái bit nháy. Tuy nhiên đèn của người chơi sau khi 3 lần nháy này thì nó sẽ thực hiện là sáng duy trì network. Tiếp theo là tên là với mục đích là mạch điều khiển đèn bán là D. Đấy, đang là nháy cộng thêm khi hết ở đây chúng ta mô phỏng là hết 30 giây nữa. Hết 30 giây thì T0 sẽ lên 1. Đấy, vẫn là T0 trong trường này. Lệnh là lệnh bit nên nó sẽ gọi đến là gọi đến bit hammer. Đi đến bit 18. Điều khiển đèn. Cái bit 18 này nó sẽ sau khi có một người nhấn nút nó sẽ nháy 3 lần. Hết 3 lần nháy nó sẽ sáng duy trì. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là kết hợp sử dụng cái bit tổng hợp này với cái người mà được người mà nhấn đầu tiên ấy. Mà tiếp theo đây. Bọn dùng 18. Chúng ta sẽ đi này, nó sẽ nhánh. Nếu mà người một cùng nhấn này, chúng ta đi ra điều khiển đèn người một, đèn người một đây là không người hai đấy, như vậy chúng ta đã có gì nhỉ, 3 cái đèn của 3 người chơi cộng thêm một chuông. Ví dụ này đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái phần mô phỏng. Đây mô phỏng nhé. Mô phỏng này thì phần mềm với Word của chúng ta tích hợp sẵn tính năng mô phỏng rồi. Ví dụ là chúng ta sẽ bật tích vào đây, tích vào một cái biểu tượng là monitor cái màn hình này màu xanh có tên simulator. Sau khi kích vào các bạn thấy xuất hiện ngay một giao diện đào mắt. Đó, BBC là thời gian này. Ok. Tiếp theo, bây giờ để các bạn thấy network chúng ta viết dưới dạng là liệt kê này, rất khó quan sát. Thì chúng ta có một cái phương khác để truy xuất những cái biến cần thiết. Đó là chúng ta sẽ vào cái mục what
gọi là biểu tượng này, có biểu tượng mắt này, là chữ D V là cái của đây, chọn sang mắt một. Đó. Con này của bạn ban đầu nó có thể là ở phía dưới như này. Thì đây tôi không thích để phía dưới, tôi giữ ở đây, để giữ ở đây, giữ mắt này, giữ chuột đưa sang vị trí bên phải. Đó. Thì mỗi chỗ mà có biểu tượng mũi tên sang bên phải này tôi đặt ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta quan sát các biến này. Các biến đầu vàng ra gồm là cái gì? Mình sẽ gọi x0 này. X1 này. Gọi ý tên nữa, comment chúng ta có luôn. X1 X2 X3 X4 Tiếp theo là người chơi là đèn X0 X1 X2 X3 Tiếp theo cái đối tượng mình quan sát nữa là cái timer của nó, một T0. Đó, đến đây T0 là sẽ có hai cái tham số T0. Tham số thứ nhất là truy xuất dưới dạng là bất đúng không? Là thành viên 16 bit. Tham số thứ hai là sẽ dùng thành viên bit. Thế để cái phần này nó cập nhật thì các bạn kích vào biểu tượng tiếp theo có tên là Start Monitor on Windows. Đây, kích này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ test nhé. Đầu tiên là ông hot mình nhấn start này. Lúc nhấn của ông này là thường mở, chúng ta cho lên 1. Đó. Rồi ngay lập tức giá trị này là về 0. Như vậy là điều kiện cần là ông hot bạn nhấn. Bạn này xuất hiện là 1 0 này. Bây giờ thì một trong ba người nhấn. Chúng ta sẽ ví dụ với người đầu tiên nhấn đi. Để đầu tiên nhấn thì các bạn sẽ thấy gọi M1. M1 M1 sẽ là nguyên nhân để chúng ta có cái mạch tổng hợp. M4 sẽ đi vào timer. Các bạn sẽ thấy timer ngay lập tức chạy. Đó. Và khi timer chạy thì đồng thời là cái đèn của người 1, tức là đèn Y0 này nháy. Trong khi đó là cái chuông Y3 cũng có luôn. Để quan sát nha. Tôi sẽ cho người đây 1 lên 1 này, sau đó sẽ cho về 0 luôn, 1 rồi ta sẽ cho về 0. Ok, các bạn thấy đây, timer đang nháy này, vừa rồi là 50 nên nó sẽ nháy một lần, bây giờ 100 nó nháy lần tiếp theo này, đến 150 nó sẽ ngắt rồi, chuẩn bị đến 200 nó sẽ xuất hiện. Đó là lần thứ 3 trong thời gian này. Y3 chuông cũng là 1. Hết 3 giây các bạn sẽ quan sát chuông sẽ tắt, cái đèn Y0 này sẽ duy trì. Đó. Đồng thời cái bit T3 T0 này lên 1. Như vậy là chúng ta sau khi người 1 nhấn, các bạn thấy là cái yêu cầu bài toán đã được giải quyết. Thứ nhất là đèn nháy 3 lần trong thời gian nó chuông kêu. Hết thời gian chuông kêu thì đèn sáng duy trì. Và đương nhiên là khi cái nguồn người 1 này nhấn thì người 2 và người 3 không thể nhấn được. Các bạn thấy đây. M1 là người 1. Nó sẽ ngắt nữa. Người 1 nên nó sẽ khóa mạch người 2 và khóa mạch người 3. Người 3 chúng ta đang gõ nhầm với người 1 này. Người chơi thứ nhất này, người chơi thứ hai đúng không này, người chơi thứ ba đây này, người một đây là người hai đúng không? Thế thì tiếp tục chúng ta sẽ mô phỏng cho người hai và người ba. Đây cũng là lần một lần nữa nhé, với người ba này. Rồi, với người 3 này, x4 lên 1 thì chưa tác dụng, đầu tiên phải là hot, đúng không? Cần start lại, bỏ. Rồi, tôi là nhấn người nhà. Tiếp theo, một chơi số 3 đây.
Ok. Đèn bạn thấy đúng nhỉ? Đèn 13 và chuông. Nháy lần thứ nhất này. Lần hai. Chỉ nghĩ sang lần 3 đó. Đây tham mưu chúng ta dùng 300 để quan sát được. Nếu 30 thì rất là nhanh. Không kịp quan sát được. Đó, hết. Hết bây giờ thì đèn sáng này này. Đèn của người này sáng liền, chuông dùng kêu. Thế thì ở video này tôi dẫn các bạn sử dụng thêm một số lệnh logic, lệnh tham mưu so sánh. Và cái đặc biệt là cái cách mô phỏng. Thì chúng ta kết thúc video này ha. Chào các bạn.